Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải nè mọi người. Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Ngày hôm nay thì Khải sẽ show set đồ của Khải cho anh em xem. Và sau khi đường môn đạt mốc 158, thực sự là một cái gì đó là một cái nỗi khiếp sợ dành cho những phái khác nè mà. Và ngày hôm nay thì Khải cũng đã lên ngôi vang danh thiên hạ nè mọi người. Vang danh thiên hạ đó là ngôi vô địch đại hội anh hùng đó nè. Đó, thì đại hội anh hùng thì chúng ta sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ hàng ngày nha năm, cho đến 20 giờ sẽ kết thúc nha năm. Thì ngày hôm nay thì Khải đánh cùng với ban hội cũng đã lên ngôi đại hội anh hùng, đó là giải văn danh thiên hạ. Đó, sau khi lên ngôi vô địch thì được dòng sáng văn danh thiên hạ nha mày. Cho anh em xem xét đồ nha. Ok. Nhiều anh em bảo cho anh em xem xét đồ, Khải làm cho anh em xem luôn. Để lưu lại kỷ niệm luôn nha năm. Rồi. Ngày hôm nay thì với một cái acc chống phái sau khi đã đạt lên 35 cấp tam nhãn nè, thì tốc độ đánh của Khải đã lên cho mình được là 188. Với 188 tốc độ đánh thì anh em đã thấy thì sẽ đạt mốc 158. Với một tốc độ tốc độ 158 thì hiện tại thì thực sự là một cái gì đó nó cực kỳ khủng anh em ạ. Cực kỳ khủng anh em ạ. Rồi. Còn nếu mà mang nọ thường á thì chỉ 126 nha anh em ơi. Mang nọ thường chỉ 126 thôi nha mọi người. Con này là nó hồng kim. Rồi cho anh em xem đồ nha. Vừa rồi thì lực tay Khải là gần 12k nha anh em ơi, gần 12k lực tay. Và đây là set đồ này mày, một cái nỏ thiên quang tâm nhãn 2 cấp kèm với một phi phong kỹ năng cũng có một cấp dán xe vào, thì kèm với càng khôn 2 cấp kỹ năng cũng có nữa, thì chống phá đã lên 35 nha mày và đã đạt tốc độ đánh 158 nha mọi người, đạt tốc ngoài 158. Và tống kim thì tí nữa sẽ cánh là lệnh bài và phi tốc, sẽ thêm 100 nữa là sẽ lên được 288. Với 288 thì chúng ta sẽ đạt mốc là 261 mắt tóc của đường môn của cùng mấy chủ này nha nam. Đó, tí nữa Khải đánh tống kim cho anh em xem. Rồi, tiếp tục chúng ta đang sở hữu là một cái nón điểm phách thủ lý 29 chậm 38 sinh lực nỗ lực và loạn hồn kích skill trên ít bom 1-3 cấp, một tay điểm phách thủ lý 29 làm chậm 43 chống 44 sinh lực nỗ lực, một đại lưng thiên quang thủ lý 29 chậm 43 tấn công chiến mạng 4%, và một cái áo xăm hoàng đặng móc 47 phục hồi nha em ơi. Hiện tại áo đang 49 và 2 cấp đường môn âm khí, sinh lực 378 và phần thủ lý 21. Áo này tuyệt vời, thực sự là đã tuyệt vời dành cho đường môn nha em ơi. Đặng móc phục hồi 47 nha em. Một cái đôi giày top 40 chống 40 kháng hồ 25 sinh lực nỗ lực nha em ơi. Sinh khí 19 đó. Một con bông tiêu và đang sở hữu một set ăn ban hồng mỹ nha em ơi. 17 kháng tất cả kháng loài xấu. Kháng hộ 27 sinh lực 142. Được ở cái dòng hồng mỹ thì thêm được sinh lực nha em ơi. Và một nhẫn kháng bệnh 27 sinh lực 145. Một ngọc bội kháng độc 25 kháng cả năm đó. Một cái mặt nạ tăng thiên tử kỹ năng 9x 2 cấp nha mọi người, kỹ năng 9x 2 cấp, nhiếp hồn 2 cấp này, bảo dũng là 2 cấp này, cửu công 2 cấp này, loạn hồn kích 2 cấp nha mọi người. Đó là tăng hoàn toàn những skill 9x nha. Đó, nói chung thì hiện tại thì trong người Khải đang đã thấy thì 26 skill bảo dũng là hoi nha mọi người, 26 skill bảo dũng là hoi đó, là ở là cái càng khôn 2 cấp này. Rồi, tuyệt thớ 1 cấp nữa là 3 này. Rồi, mặt nạ 2 cấp nữa là 5 này, kèm với phi hồng kỹ năng 1 cấp nữa là 6 nha năm. Đó. Nếu mà Khải có một tay thiên quang 3 cấp giống như Jin hồn báo nữa thì sẽ lên được 29 skill nha năm ơi. Sẽ lên được 29 skill trên ít. Và nếu như có dòng thêm băng hội nữa, dòng băng hội 1 kill nữa là sẽ lên 30 nha năm. Nói chung là mình không đạt được 30 nữa mà. Nói chung bao tay thiên quang mua đến vài chục triệu thì hiện tại Khải chưa mua được, chưa mua nổi nè. Còn cái nỏ này Khải cũng đang sử dụng, hạn sử dụng nha mọi, hết 7 ngày sẽ mất nha mọi. Hạn sử dụng với cái nỏ này thì hơn 1 triệu nha mọi, hơn 1 triệu nha. Hạn sử dụng 7 ngày. Đó, để kèm với phi phong. Hơn 1 triệu á. Rồi, mặt nạ này cũng vậy, mặt nạ này thì kỹ năng 2 cấp thì khoảng tầm vài trăm nghìn nha mọi. Hạn sử dụng cũng 7 ngày luôn. Đó. Vậy set ăn ban này cũng 7 ngày luôn nha nè. Rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Nói chung thì anh em nào theo dõi kênh của Khải này cũng biết thì chơi đến cái tầm nào đó thì mình cũng đã cố gắng hết sức đỡ mình có thể nói là build một set đồ trọn vẹn đỡ tham gia hoạt động tất cả mọi thứ, cũng như là đi hoạt động phụ ban, cũng như là đánh tống kim solo liên đấu, rồi đi hoạt động ban tất cả mọi thứ thì mình cũng muốn like cho anh em xem với một cái phong cách nói chung là một cái ạc khá là khỏe, nói chung để cho anh em xem cho đỡ chán này mà, chứ nhiều lúc đánh này cùi quá thì anh em lại không thích đúng không nè. Đó, chung thì với cái set đồ này Khải bỏ ra thì tương đương gần hơn 15 triệu nè mà, hơn 15 triệu. Hơn 15 triệu. Còn tính cái xác này nọ thì cái này trên dưới hơn 20 triệu nè mà, hơn 20 triệu nha nè.
chung là nhiều anh em hỏi Khải là bỏ bao nhiêu rồi thì chắc chắn của em là sau 7 tháng trôi qua và sau 7 tháng chơi game thì ạc này Khải bỏ hơn 20 rồi nha anh em. Hơn 20 rồi nha anh em. Rồi. Với này thì hiện tại đang có 5 món hồng kim bông phái và một đôi giày top 40 chó kháng hỏa nha anh em ơi. Nói chung là phải mang chó kháng hỏa đỡ đi liên đấu nha anh em ơi. Nếu không mang kháng hỏa mọi người đánh không lại cái bang gì nha anh em ơi. Cái bang đánh đâu kinh hồn luôn anh em ơi. Đó, chỉ có một mình món kháng hỏa còn lại là full thủ lý nha anh em. Đó. Hiện tại Khải trên người Khải là không thiếu gì hết. Mặt nạ cũng có này, phi phong cũng có này, sinh lực cũng có này, xét đồng bang cũng có này, nỏ hồng kim bông phái cũng có này. Tất cả mọi thứ đều có, bông tiêu cũng có. Chỉ thiếu ở đây là một cái ấn phòng thủ lý 25 thôi anh em ơi. Nếu mà lên ấn phòng thủ lý 25 thì phòng thủ của Khải có thể lên được 75+4. Nếu 75+4 thì có thể là trâu hơn một chút nữa. Nói chung là nếu mà Khải lên được 75+4 nữa thì nó sẽ trâu hơn một chút nha mọi người. Tại bây giờ với cái này á, 75+2 như thế này á, Khải khẳng định luôn, những mà con thiếu lâm mà bình thường á thì may ra Khải còn win được nha. Còn nếu mà gặp những thiếu lâm như là ma thần này, dây chờ cầu, mắt đồ hồng kỳ bông phái kèm cái đao tứ không mắt option này thì sợ là Khải không thể nào mà đánh nổi nha mọi người, không thể nào đánh lại luôn nha mọi người. Chỉ hai đao là Khải chết rồi. Nói chung là anh em có thể theo dõi video cao thủ ma thần cũng như là cao thủ dây chờ cầu trên kênh YouTuber của Khải nha mọi người. Nói chung là một trong những cao thủ khá là đỉnh của mấy chủ này, hai con thiếu lâm mắt option mắt đồ nha mọi người. Đợi tí nữa Khải rảnh rồi Khải sao đồ lại cho anh em xem. Đúng rồi, không ăn kháng hỏa cái băng đánh rác đâu nè mày. Nhưng là mình tăng trang vào đó thì kháng hỏa được 75 á thì mình đang mới trụ được cái băng nha. Còn nếu mà Khải không mang kháng hỏa đi solo liên đấu yếu lắm, gặp với lượng kháng hỏa trên 50 thôi, tầm 60 kháng hỏa thì thực sự là đánh không lại cái băng rồng luôn nè mày, không lại cái băng bổng luôn á. Nhưng mà tầm này thì vô dư sức đánh được đánh nè mà. Đó. Rồi. Anh em theo dõi video thì nó thực sự là ngày hôm nay thì một trong những video muốn làm lại và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cho anh em. Đó, anh em cùng xem sơ qua. Và đừng quên thì ủng hộ của Khải một like, một chia sẻ ủng hộ chơi. Và đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 vào buổi trưa cũng như là buổi tối 19:50 nha năm. Thì một ngày Khải live 20 giờ. Đó, một ngày Khải live 20 giờ nha năm. Còn những video ngắn mà Khải đang làm như thế này á thì những video này thì Khải sẽ up vào kênh YouTuber cũng như là kênh TikTok vào lúc 11:15 hàng ngày anh em ơi. Những video ngắn này khoảng tầm vài phút thôi Khải sẽ up trên kênh, và anh em nào muốn xem lại cụ thể thì có thể gõ kênh YouTuber và tìm cái nội dung kèm với Di Khải Gaming để nó ra cái nội dung video cho anh em xem nha. Nếu như anh em thích cao thủ nào thì có việc comment ở dưới phần video tiếp theo, những cao thủ tiếp theo thì Khải sẽ sao đồ cho anh em xem. Sắp tới đây thì Khải sẽ làm một cái chuỗi series sao đồ tăng chủng môn tháng 9 nha năm. Vừa rồi thì đã trôi qua mấy trận đánh rồi. Nghe My Thí Yên nè đã xong nè, Thiếu Lâm và Thiên Nhung Bang cũng đã xong. Thì chúng ta đã tìm ra 4 ngôi vị tầng chủng môn của hai hợp phái rồi. Tối ngày hôm nay thì sẽ diễn ra hợp hỏa giữa cái bang và Thiên Nhẫn nha nè. Ngày mai thì sẽ là Đường Môn và Nam Độc. Ngày mốt sẽ là hợp thổ là Giò Đam cũng luôn. Sau khi kết thúc chương trình tầng chủng môn trong vòng 1 tuần thì Khải sẽ sau đô 10 tầng chủng môn tháng mới, đó là tháng 9 cho anh em xem nha. Ok, không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày xem video vui vẻ. Đừng quên để lại cho Khải một like, cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Và anh em cùng xem sơ qua kỹ năng tiềm năng của Khải. Và trước khi kết thúc video đây anh em ơi, đây anh em, đó, kể chưa. Rồi, like chia sẻ ủng hộ mạnh nha mọi người ơi. Hẹn anh em ở những buổi livestream nhé.